nhìn thấy cái hiện tượng, em nhìn thấy cái hiện tượng Thích Minh Tuệ này, em thấy nó ngứa mắt, em thấy nó quá tiêu cực. Bởi vì thì cái câu chuyện mà nếu cái thằng cha Tuệ này ở bên nước ngoài là chết ngay vậy thôi. Vâng, thì em thấy thế này nhé, đầu tiên ấy là gây bất ổn cho xã hội này. Thứ hai nữa ấy, là anh đi nghĩa là anh đã đi quá cái mức gọi là tự do, gọi là gì nhỉ, tự do. Bởi vì là cái ở tất cả những cái nước như Mỹ hoặc là ở Đức này thì người ta gọi là cái tự do của anh ấy, nhưng mà không được phạm vào cái tự do của người khác, đúng không anh? Đúng rồi, không được vi phạm. Vâng, thì bây giờ thì cái hiện tượng Thích Minh Tuệ này là thực sự là vi phạm tới cái tới cả những người khác ấy, thế mà vẫn còn có một số kẻ tung hô và nhiều kẻ tung hô nữa cơ ạ. Thì anh thấy cái hiện tượng nói này chung nó thì giống như em phải hiểu là cái dân Việt Nam bây giờ là nó là tự do quá chớn. Đúng rồi, tự do quá chớn, nó khổ vậy ạ. Nói tóm lại, Nam Mô A Di Đà Phật, thầy làm cho ngành du lịch Việt Nam phát triển trở lại, thúc đẩy quá trình dân giàu nước mạnh, quốc thái dân an. Con kính chúc thầy nhiều sức khỏe, vượt qua khổ hạnh, vạn dặm đường bình an. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở trên cộng đồng mạng này có những cái chuyện mà phải nói là đến bây giờ thấy thực sự nó là nguy hiểm. Và tại sao người ta cứ tung hô là nó cứ tung hô lên như vậy ạ? Và họ không nhìn thấy là ít nhất ấy là cũng có một người đi niết bàn rồi, đúng, vài người mà phải đi cấp cứu. Bây giờ này chỉ có hy vọng vào đến vượt đèo Hải Vân vào đến trong Quảng Nam ấy, thì ồn ào một hai ngày rồi cơn say nó dứt, chắc chắn là trong chính quyền Quảng Nam người ta sẽ mạnh tay hơn. Ở ngoài này người ta ra văn bản rõ ràng rồi. À thế ạ. À? Thế thì tốt, thế thì em cũng ra văn bản rõ ràng rồi và triển khai xuống đến tận các cơ sở rồi. Này anh đảm bảo em nghe luôn rằng là đây nó đang lên cao trào rồi. Vâng, thế tốt và quá. Và nó sẽ đi đến một cái mức mà để mà nhà nước sẽ phải gọi nôm na là trấn an, tức là vậy này, tức là yêu cầu giải tán và yêu cầu thằng này là không có được tụ tập. À, chứ còn thằng này nó đâu có nói rằng tôi mà tôi không kêu thì người ta theo. Nhưng mà nếu mà mày là cái thằng đầu têu mà mày là cái thằng hạt đúng giống rồi, mà mày nói mày không biết, không thèm, không hay là không có được. Đúng rồi. Đấy, đấy là cái, đấy mới là cái vấn đề. Em từ nãy em nói mà các mấy hôm vừa rồi mà các anh chị cứ phản đối không? Nghĩa là bây giờ Thích Minh Tuệ hay là Lê Anh Tú này là cái nguyên nhân. Và khi mà anh ta làm ấy thì anh ta phải biết được là cái hậu quả của nó em sẽ ra làm sao. Biết gì đâu. Em cứ thấy ANTV nó đưa cái phóng sự này lên, em thấy hay hay. Hiện tượng Thích Minh Tuệ và những hệ lụy đáng tiếc. Quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút nhiều sự chú ý, được các YouTuber, TikToker, Facebooker thổi lên thành một hiện tượng mạng. Từ hiệu ứng đó kéo theo sự quan tâm của đông đảo công chúng, khiến cho nhiều người quyết định đi theo hành trình này, học theo lối ăn mặc và hành khất của ông. Nhiều hệ lụy đáng tiếc cũng theo đó mà xảy ra. Nếu không vì lợi ích kinh tế, các YouTuber, TikToker sẽ tiếp tục bất chấp, miễn sao kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Còn hậu quả như thế nào, xã hội tự chịu, họ không quan tâm. Bỗng dưng nổi tiếng trên mạng xã hội một cách bất đắc dĩ, được các YouTuber, TikToker, Facebooker đeo bám, thổi phồng, gây chú ý và thu hút sự hiếu kỳ của đám đông. Mọi hoạt động của ông Thích Minh Tuệ đều bị hàng chục, hàng trăm camera theo dõi, quay lại, phát tán trên mạng. Tôi thật sự thấy thương ông, muốn một chút không gian yên tĩnh cũng không có. Mục đích của các tài khoản cá nhân, một số YouTuber, TikToker, Facebooker là thu hút lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng, muốn được chú ý, từ đó tạo thành các trào lưu. Thích Minh Tuệ chỉ đang tự tu theo cách thức hạnh đầu đà. Nhiều nhà tu hành cũng đang thực hành hạnh đầu đà như vậy. Thích Minh Tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được 6 năm và 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. Mọi sự vẫn diễn ra bình thường nếu như ông không bị đẩy lên thành hiện tượng mạng. Nhiều cư dân mạng theo dõi, tìm hiểu về ông Thích Minh Tuệ đều khẳng định bản thân ông cũng không hề mong muốn sự nổi tiếng này. Có thời điểm ông phải trốn lên núi để cắt đuôi đám đông, mong có chút thời gian tu hành một mình. Đội ngũ YouTuber vẫn theo vào tận nơi, mang đèn và cục phát wifi để ghi hình.
Nguyên nhân khiến các nhà sản xuất nội dung trên mạng này đeo bám là do những clip về ông Minh Tuệ đem lại lợi ích kinh tế rất lớn. Một clip trên mạng giúp những người này kiếm vài chục triệu đồng mỗi ngày. Việc đăng nhiều clip, con số có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ. Quay phim, chụp ảnh mọi lúc mọi nơi, có người còn hút thuốc, nói tục chửi bậy, gây hấn với người khác. Có những nơi bị ách tắc giao thông, gây mất an ninh trật tự, thật sự rất phản cảm. Gần 90 triệu là số lượng kết quả tìm kiếm trên Google trong vòng chưa đầy một giây khi ta nhập từ khóa Thích Minh Tuệ. Sức hấp dẫn quá lớn của đồng tiền khiến họ điên cuồng đeo bám, điên cuồng quay chụp, câu view bất chấp. Điều này góp phần tạo nên đám đông gây phiền nhiễu, mất trật tự. Trong đó, không ít người đi theo một cách mù quáng, u mê thay vì tiếp nhận những giá trị mà ông Minh Tuệ đem lại. Sự việc một người đàn ông 47 tuổi qua đời vì sốc nhiệt, tai biến mạch máu não sau 3 ngày đi bộ dưới nắng nóng cùng ông Thích Minh Tuệ càng dấy lên nhiều lo ngại về việc mất an ninh trật tự. Đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ sức khỏe đối với những người đi theo ông Thích Minh Tuệ nhưng không ai nghe theo. Sự nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng do không nhận thức được giới hạn bản thân chỉ là một trong nhiều hệ lụy của đám đông tự phát đi theo ông Minh Tuệ. Mọi người cần xem xét lại việc đổ xô đi theo. Tôi rất quý mến ông Minh Tuệ, nhưng khi theo dõi các video đoàn người nối dài đứng hai bên đường quốc lộ, cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ phải tổ chức giăng dây để điều tiết giao thông, tôi cho rằng thực trạng này cần thay đổi. Hệ lụy về an ninh trật tự, an toàn giao thông thì đã quá rõ. Đám đông khiến các con đường tắc nghẽn, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, công tác của bao người, tạo ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự trị an. Bên cạnh sự hỗn loạn trên đường là sự hỗn loạn trên không gian mạng, với những mâu thuẫn xung đột không đáng có bị đẩy lên cao trào. Cơn say của đám đông khiến các vấn đề bị đẩy lên ngày càng nóng và có thể trở nên mất kiểm soát. Cư dân mạng cho rằng đã tới lúc cần siết chặt công tác quản lý nội dung số. Nếu không, vì lợi ích kinh tế, các YouTuber, TikToker sẽ tiếp tục bất chấp, miễn sao kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Còn hậu quả như thế nào, xã hội tự chịu, họ không quan tâm. Hãy để cho tất cả được yên, hãy để cho người bộ hành tự chiêm nghiệm kia được yên và hãy để cho chính mình được yên. Đây là quan điểm của nhiều cư dân mạng xung quanh vụ việc ông Thích Minh Tuệ. Còn bạn, bạn suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân. À, nhà nước bắt đầu có dự án rồi đó. Báo cáo với quý mợ là đây là phóng sự hiện tượng Thích Minh Tuệ và những hệ lụy đang an ninh TV. Ở ANTV, an ninh TV ra cách đây là một ngày trước. Nói chung là nhà nước đã bắt đầu tiến hành xử lý rồi, nhưng mà phải chờ có đủ gọi là yếu tố cấu thành tội phạm. Nhớ là đây là đã rung chuông. Thôi là em nghỉ đi, khuya rồi. Vâng. À, ok bác. Ừ. Rồi, cảm ơn anh Hùng.